cho hai tập hợp A B Đây là A đây B thì A giao B chính là phần này các bạn ok đấy con A hợp B là lấy hết đấy phần gạch là lấy hết đấy, A hợp B Phần bù của A trong E phần này Đó. A trừ B phần bên này ok hiểu đối xứng là đây Đây hiểu đối sẽ Các bạn nhé